Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức Khỏe và Đời Sống, đội điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang thụ lý làm rõ vụ việc một cô gái quê ở tỉnh Nam Định tử vong trong căn hộ trung cư mini ở ngõ 39 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1. Sáng ngày 21 tháng 10, tòa trung cư mini, nơi xảy ra vụ việc cao 10 tầng, trong đó tầng 1 là chỗ để xe máy, tầng 10 là để phơi quần áo, các tầng còn lại là cho thuê phòng ở. Thi thể cô gái được phát hiện trong một căn phòng ở tầng 2 của tòa nhà, hiện tại cửa sổ của căn phòng này đang được mở. Vẫn chưa hết băng hoàng, anh Đinh Văn Lâm là nhân viên của một nhà hàng đối diện nơi xảy ra vụ việc cho biết, khoảng 22 giờ đêm ngày 20 tháng 10, người quản lý tòa nhà phát hiện vụ việc, sau đó lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 10, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của nạn nhân ra khỏi tòa nhà. Anh Lâm cho biết thêm, nạn nhân là nữ giới, tuổi đời còn trẻ, buổi chiều hàng ngày người này thường chạy bộ tập gym tại phòng. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay không thấy cô gái chạy bộ tập gym. Anh Lâm nói thời điểm phát hiện thi thể, tôi đứng trên tầng 3 nhìn sang, thấy phần thi thể đã thâm tím. Gần đây, khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc mà không rõ từ đâu. Một phụ nữ bán bún đậu gần tòa nhà này cũng cho biết, mấy hôm nay quanh khu này bốc mùi hôi thối kinh khủng hôm thứ bảy tuần trước ngồi bán hàng mà tôi không ngửi nổi cứ tưởng là mùi chuột nên mọi người cứ đi tìm chuột nhưng mãi không thấy lúc phát hiện thi thể thì mới biết đấy là mùi tử khí còn Hà, một người dân sống ở tầng 7 tòa nhà này cho hay, nữ nạn nhân ở một mình mới chuyển đến đây chưa lâu. Mấy ngày trước, Hà và người dân sống trong tòa nhà có ngửi thấy mùi hôi thối, tưởng là mùi rác thải cống rãnh bốc lên. Cũng theo ghi nhận, sáng ngày 21 tháng 10, một số người dân sống trong tòa nhà này đã dọn dẹp đồ đạc, di chuyển sang chỗ khác. Theo báo Dân Việt đưa tin, Huỳnh Trung Quân bị cáo buộc đã lừa người phụ nữ đến để trả nợ, sau đó sát hại nạn nhân cướp tài sản rồi phi tang xác. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này. Sát hại chủ nợ rồi dùng đá dìm xác để phi tang Công an thành phố Phú Quốc cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp cần cấp đối với huỳnh Trung Quân, 46 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản. Quân là kẻ đã sát hại bà L.T.L, 40 tuổi, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Trước đó, công an thành phố Phú Quốc nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Nạn nhân sau đó được xác định là bà L.T.L, thi thể có nhiều vết bầm tím. Nghĩ đây là vụ án mạng, Công an thành phố Phú Quốc đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Kiên Giang. Qua nhiều giờ truy xét đối tượng, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp bắt giữ Huỳnh Trung Quân. Tại cơ quan công an, quân khai nhận do biết bà L là người cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang nên đã nảy sinh ý định sát hại và cướp tài sản. Cụ thể, quân nợ tiền bà L và hẹn gặp bà này để trả nợ. Khi bà L đến điểm hẹn, hắn không đưa tiền mặt, nhờ nạn nhân trở đi lấy tiền, Tới đoạn đường vắng, quân đã tấn công nạn nhân đến tử vong rồi dùng đá dìm xác phi tàng. Sau khi gây án, quân lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân rơi khỏi hiện trường và bị bắt khi đang lần trốn tại xã Tân Hội. Dấu hiệu của hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng Trao đổi với phóng viên dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong trên cơ sở kết luận giám định pháp y làm căn cứ giải quyết vụ việc. Việc bầu tội đối với bị can không chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội mà còn phải phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các chứng cứ để chứng minh mối quan hệ giữa đối tượng với nạn nhân, chứng minh đối tượng có mặt trên hiện trường tại thời điểm nạn nhân tử vong và thu thập các dấu vết để lại tại hiện trường trên cơ thể nạn nhân làm căn cứ để chứng minh tội phạm. Quả xác minh điều tra cho thấy đối tượng vì lòng tham ý thức coi thường pháp luật mà sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh là sát hại và cướp tài sản trong đó tội sát hại người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt tù thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là 20 năm tù, trung thân hoặc tử hình. Điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về tội cướp tài sản có khung hình phạt thấp nhất là 3 năm, cao nhất là 20 năm tù hoặc tù trung thân. Luật sư Cường cho biết thêm, với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, đối tượng gây án có thể sẽ bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, trừ các trường hợp đặc biệt có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Về quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ngoài hình phạt nghiêm khắc đối tượng gây án còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân đó là chi phí mai táng theo phong tục địa phương tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân theo quy định của pháp luật theo báo Công an Nhân dân, ngày 21 tháng 10, Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ sát hại người, gây chấn động dư luận trên địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 10, ba trẻ vị thanh niên gồm các em là Hoàng Văn P, Nguyễn Văn B, cùng sinh năm 2009 và em Nguyễn Văn Hát, sinh năm 2008, cùng chú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đến một quán nước ở địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch để chơi thì gặp nhóm thanh niên khoảng 15 người ở trong quán, chưa rõ danh tính. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các em là Hoàng Văn P, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn H rời quán ra về thì bị nhóm 15 thanh niên nói trên cầm hung khí đuổi theo. Đến km 3 500, đường tỉnh lộ 561 thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch thì nhóm thanh niên đuổi kịp và dùng hung khí chém các em hậu quả em nguyễn văn b bị chém tử vong tại chỗ em hoàng văn p bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện bố trạch sau đó chuyển vào bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới nhưng tử vong trên đường đi em nvh thì bị chém bị thương ở cánh tay phải đang được điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới Báo Dân Chí thông tin, vào ngày 21 tháng 10, liên quan đến vụ người tập gym tử vong ở phòng tập California Fitness and Yoga tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết nguyên nhân tử vong của người này đang được cơ quan chuyên môn làm rõ, hiện chưa có kết quả. Trước phản ánh của người nhà nạn nhân và thông tin trên mạng xã hội về việc quản lý và nhân viên phòng tập không cho gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu ngay tại chỗ, vị lãnh đạo cho hay nội dung này là không chính xác. Theo chỉ huy công an quận, ngay sau khi phát hiện người tập ngất, nhân viên phòng gym đã ra đỡ sơ cứu tại chỗ, đồng thời lễ tân của cơ sở này cũng lập tức gọi cấp cứu. Vị lãnh đạo thông tin cơ quan công an có tài liệu chứng minh từ lúc phát hiện đến lúc bác sĩ đến phòng tập là 17 phút, trong khoảng thời gian này nạn nhân được sơ cứu liên tục. Do đó nhà chức trách không có căn cứ để xem xét trách nhiệm của phòng tập. Trước đó theo phản ánh trên mạng xã hội, vào ngày 20 tháng 10, trong khi đang tập tại cơ sở trên, người đàn ông bất ngờ ngất xỉu có dấu hiệu đột quỵ. Qua clip do người nhà nạn nhân quay và đăng tải, họ tố cáo quản lý và nhân viên phòng tập không gọi và cũng không cho những người khác gọi cấp cứu. Sau khoảng 30 tới 40 phút sơ cứu tại chỗ, nạn nhân đã tử vong. Theo báo Lao động, vào ngày 21 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết trên Quốc lộ 1D, ngã năm Tây Sơn, thuộc khu phố 3 phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn xảy ra vào sáng hôm qua, ngày 20 tháng 10. Báo cáo tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã làm việc với tài xế xe tải chở giam gỗ, qua kiểm tra tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy vượt tốc độ cho phép, trong khi đó tốc độ quy định là 40 km/h. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi chia sẻ mất mát và hỗ trợ các gia đình có người thân chết trong vụ tai nạn, số tiền là 5 triệu đồng một gia đình. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị đã thảo luận đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải của xe chở hàng, xe container, xe khách, xử lý tình trạng tài xế phóng nhanh vượt ẩu, nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện, công tác quản lý các đơn vị đăng kiểm tư nhân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Phạm Anh Tuấn nhận định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây ra hậu quả rất đau lòng. Ông Phạm Anh Tuấn đã giao công an tỉnh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan để chấn chỉnh, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai nghiêm túc các chỉ đạo liên quan tới lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các tài xế doanh nghiệp vận tải vi phạm, đặc biệt là lỗi vi phạm tốc độ cơ quan chức năng liên quan thống kê làm rõ những tài xế vi phạm đã theo học và được cấp giấy phép lái xe tại trung tâm đào tạo nào và thông báo về đơn vị đó để có giải pháp chấn chỉnh. Như lao động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, xe tải 77H02517 do Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1990, chú huyện Phú Mỹ điều khiển, chở giam gỗ chạy trên đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn. Khi đến vòng xoay Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè chết ba người đang đi trên đường. Danh tính các nạn nhân gồm Trần Nhật Nở sinh năm 2015, và Phan Bùi Gia Bê, sinh năm 2015, cùng chú Phương Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn và anh Nguyễn Thọ Phở, sinh năm 1993, chú tỉnh Nghệ An. Báo về OV đưa tin, huyện Thứ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã huy động hơn 300 người, gồm các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân, để dập tắt đám cháy thảm thực bì trên núi Sơn Đầu, thuộc địa bàn các xã Thủy Đường, Thủy Sơn, Hòa Bình của huyện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 5 phút vào ngày 20 tháng 10 tại khu vực núi Sơn Đầu, thuộc địa bàn các xã Thủy Đường, Thủy Sơn, Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xảy ra cháy thảm thực bì. Nhận được tin báo cháy, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và ông Nguyễn Văn Viễn, là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa huyện Thủy Nguyên đã huy động khoảng 300 người gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn và nhân dân các xã cùng nhiều xe cứu hỏa phương tiện chữa cháy khẩn trương tiếp cận hiện trường, tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hành khô, nắng nóng, nhất là sau bão số 3, nhiều cây cối trên đồi bị gãy, đổ, tạo thành các lớp củi khô dày đặc nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo nên cột khói cao dày đặc cũng như khiến thời gian chữa cháy kéo dài. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy thảm thực bì cơ bản là được khống chế dập tắt, để chủ động ngăn chặn ngọn lửa phát sinh trở lại, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị chức năng tiếp tục dập tắt tàn lửa ở khu vực xảy ra hỏa hoạn và cử người canh gác đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, diện tích đám cháy ước tính khoảng 5 tới 7 ha, chủ yếu là thảm thực bì và cành cây gãy đổ sau bão số 3. Ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết, địa phương đang tích cực duy trì chế độ trực cháy, bố trí lực lượng và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt trong thời tiết hành khô hiện nay chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên đã có công điện chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt là cháy rừng và phân công giao nhiệm vụ các ngành các lực lượng để tăng cường công tác phòng là chính nếu không may xảy ra cháy sẽ thực hiện huy động lực lượng bốn tại chỗ là chính để xử lý kịp thời hạn chế sự hỗ trợ của các lực lượng của thành phố ngay nội tại của huyện đã xử lý được nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ Báo Dân Trí thông tin, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu trắng, tông nhiều xe máy rồi bỏ chạy. Vụ việc được cho là xảy ra tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 10, một chiếc ô tô trắng mang biển kiểm soát 60E007XX đang lưu thông trên đường Hùng Vương, phường Dương Đông. Khi đến trước số 26 đường Hùng Vương thì tông vào xe máy không rõ biển số, rồi tiếp tục bỏ chạy. Nhiều đoạn camera hiện trường cho thấy chiếc ô tô này tiếp tục tông nhiều phương tiện khác, gồm hai xe máy và một ô tô, tất cả đều không rõ biển số trên đường lưu thông. Sáng ngày 21 tháng 10, một lãnh đạo thành phố Phú Quốc cho hay, vụ va chạm khiến một tài xế xe máy bị thương. Sau khi gây ra một loạt tai nạn, tài xế lái ô tô rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc đang truy tìm tài xế ô tô này. Trận mưa lớn kéo dài trong sáng ngày 21 tháng 10 khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam bị ngập cục bộ, hàng loạt phương tiện bị chết máy. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị ngập từ 30 đến 50 cm. Trên đường Hùng Vương, nước ngập sâu khiến nhiều người phải rát bộ phương tiện, có nơi giao thông hỗn loạn. Một số cửa hàng hai bên đường phải nghỉ bán dọn dẹp hàng hóa do nước tràn vào. Mưa lớn nước ngập khiến nhiều phương tiện bị chết máy, hàng loạt ô tô phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong vòng 24 giờ qua, các địa phương của tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ sáng ngày hôm qua ngày 20 tháng 10 đến sáng nay phổ biến ở mức là 10-50mm, trong đó thành phố Tam Kỳ là 127mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai tại Quảng Nam tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-180mm có nơi trên 250mm. Báo Lao động đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7. Vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Ngày và đêm ngày 21 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 tới 4,5 mét. Vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, dự báo có mưa rào và rông dày rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngày và đêm ngày 22 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 4 m Đêm ngày 22 tháng 10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 tới 2,5 m vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 tới 3,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông có khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Theo thông tin từ báo VTV cho hay, Triều Tiên đã thả khoảng 20 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc kể từ đêm ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 10. Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân, gọi tắt là GCS, cho biết những quả bóng bay chở rác đã được thả qua biên giới từ đêm ngày 19 tháng 10 đến sáng sớm ngày 20 tháng 10. Các vật thể rơi xuống là rác thải sinh hoạt như giấy và nhựa viên nền, không bao gồm bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào. Mỗi quả bóng bay có đường kính khoảng 2-3m và dài 3-4m mang theo một số túi nhỏ, trong đó có chứa các loại rác. Những quả bóng bay như vậy đã được tìm thấy ở huyện biên giới Chê Uguồn, quân đội Hàn Quốc cho biết. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và những người đào tàu Triều Tiên ở miền Nam thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng. Bán đảo Triều Tiên đang rơi vào tình trạng bên miệng hố chiến tranh. Hôm 15 tháng 10, Hàn Quốc đã bán cảnh báo gần biên giới, nơi được tăng cường nghiêm ngặt sau khi lực lượng Triều Tiên phá hủy các con đường dọc theo biên giới bằng thuốc nổ. Cùng với đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam của mình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA, vào ngày 16 tháng 10 thông báo, quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp theo yêu cầu của chủ tịch Kim Jong Un với nội dung từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia, đồng thời xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thường xuyên đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Hoa Kỳ nếu bị tấn công, trong khi ông không ngừng thúc đẩy tăng tốc phát triển tiềm lực quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả năng lực hạt nhân của nước này trong bối cảnh giao tiếp ngoại giao bị đình trệ triều tiên đã tham gia vào các cuộc thử tên lửa khiêu khích trong khi hàn quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với hoa kỳ Thông tin từ báo VN Express cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 110 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong đêm ngày 19 tháng 10, nhiều nhất là 43 chiếc tại tỉnh Kursk. Số còn lại bị bắn rơi ở tỉnh Moscow, Lipetsk, Orion, Nizhny Novgorod, Benkorod và Bryansk. Đây được đánh giá là cuộc tập kích đường không lớn nhất nhằm vào Nga trong vòng hai tuần qua. Hãng tin AFP dẫn lời nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU tuyên bố UAV nước này nhắm vào nhà máy Sverdlov, một trong những cơ sở sản xuất thuốc nổ lớn nhất nước Nga, ở thành phố Dzerzhinsk, thuộc tỉnh Nizhny Novgorod. Tuy nhiên, nguồn tin này không cho biết liệu cuộc tấn công có gây ra thiệt hại gì hay không. Giới chức Nga xác nhận khu vực này là mục tiêu nhưng khẳng định đã ngăn chặn được nỗ lực của đối phương. Gleb Nikitin Tình trường Nizhny Novgorod cho hay các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử đã đánh bại đợt tập kích UAV nhằm vào khu công nghiệp The Zizins. Bốn nhân viên sở cứu hỏa địa phương bị thương nhẹ do mảnh văng. Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin từ phía Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cùng ngày nói rằng Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander M và 49 UAV tự sát kiểu shahid 136-131 nhằm vào nước này. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập 3 UAV tự sát còn lại cùng hai quả đạn Iskander-M. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 31 UAV tự sát tại nhiều khu vực, trong khi 13 phi cơ khác mất tích có thể là do bị chế áp điện tử và hai chiếc bay về hướng Belarus, thông tin đang được làm rõ. Giới chức Ukraine cùng ngày nói rằng đòn tập kích trong đêm nhằm vào thành phố miền trung Krivirik đã khiến 17 người bị thương. Một cơ sở năng lượng ở tỉnh Sumy, địa phương giáp với tỉnh Kursk của Nga, cũng bị tấn công và khiến hơn 37.000 hộ mất điện. Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có căn cứ quân sự và hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine từng thừa nhận các cơ sở quốc phòng nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi nhắc đến chúng rất khó xác định thiệt hại trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga. Cơ quan thống kê Nga Rosstat hồi tháng 5 cho biết sản lượng xăng dầu nước này đã giảm 20% so với tháng 12 năm 2023. Chính phủ Nga từ đó ngừng công bố thêm số liệu. Trong khi đó, các nhà máy điện của Ukraine liên tục bị Nga đưa vào tầm ngắm kể từ tháng 3. Viện Kinh tế Kiev ước tính, kể từ khi bắt đầu xung đột đến tháng 5 năm 2024, các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ và khiến nước này mất 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Theo báo Dân Chí đưa tin, truyền thông phương Tây nói rằng nếu ứng viên đảng Dân Chủ Harris thắng cử vào ngày 5 tháng 11, bà có thể sẽ đồng ý để NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập Liên minh quân sự. Báo Pháp Le Monde dẫn nguồn thạo tin cho hay chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như không có ý định phản đối một cách mạnh mẽ đối với việc NATO mời Ukraine gia nhập. Nguồn tin cho hay nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước đi theo hướng đó. Theo Le Monde, ông Biden đã tận dụng chuyến thăm ngắn tới Berlin vào ngày 18 tháng 10 để thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông. Bốn nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây. Đứng đầu danh sách các chủ đề được mang ra bàn bạc là việc NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập. Ukraine đã bày tỏ mong muốn được liên minh mới gia nhập trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ. Dù quá trình kết nạp sẽ còn kéo dài và Ukraine sẽ phải thực hiện nhiều điều kiện, tuy nhiên Kiev cho rằng một lời mời chính thức từ liên minh thể hiện cam kết tới Ukraine về vị trí của nước này trong nền tảng an ninh phương Tây. Theo Le Monde, Mỹ và Đức tới nay vẫn chưa đồng ý với việc mở rộng NATO để kết nạp Ukraine, trong khi Pháp và Anh dường như có quan điểm cởi mở hơn với phương án này. Tuy nhiên, báo Pháp nói rằng Mỹ không phản đối quá mạnh mẽ với việc mời Ukraine vào NATO. Theo nguồn tin, nếu bà Harris thắng cử, ông Biden có thể sẽ xúc tiến việc mời Ukraine vào NATO trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Báo Pháp cũng nhấn mạnh quyết định mời Ukraine vào NATO hay không cần có sự đồng thuận của toàn bộ 32 nước thành viên của Liên minh. Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể là trở ngại của Ukraine trong triển vọng được chính thức gửi lời mời gia nhập NATO. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông cảm thấy lo ngại trước kế hoạch chiến thắng của Ukraine, bao gồm việc NATO gửi lời mời Ukraine gia nhập ngay lập tức. Theo ông Orbán, kế hoạch này là không khả thi và Hungary sẽ không ủng hộ phương án này. Trong khi đó, khi thăm ký ép vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris cởi mở với ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO. Thông tin từ báo giao thông, mẹ cháu Bảo khóc ngất, liên tục gọi tên con trai, còn ba mẹ cháu Nam cũng ngất lịm, không thể đến bệnh viện để đưa con về. Cả hai cháu và người chú tên là Phúc đều tử vong trong vụ bị xe tải chở răm gỗ đè xảy ra tại thành phố Quy Nhơn. Trưa ngày 20 tháng 10, tiếng khóc than vang cả một góc nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Rất nhiều người thân bà con của các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở răm gỗ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày có mặt ở đây, không khí tang thương bao trùm. Một số người thân trong gia đình đứng quanh bên thi thể của cháu Trần Nhật Nam, sinh năm 2015, trú tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, ba mẹ cháu không thể đi đến bệnh viện được vì liên tục ngất xỉu sau khi nghe tin con tử vong. Một người thân trong gia đình cho biết ba cháu Nam công tác tại Trung đoàn Không quân 940 đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ba cháu có mối quan hệ thân thiết với anh Nguyễn Thọ Phúc vì vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương. Người thân gia đình cháu Nam cho hay, sáng nay anh Phúc xuống chờ cháu Nam và cháu Bảo đi chơi, giữa đường thì gặp tai nạn. Nghe tin con mất, cả bố và mẹ cháu Nam đều ngất xỉu, không thể xuống bệnh viện được. Được biết, anh Nguyễn Thọ Phúc sinh năm 1993, quê ở tỉnh Nghệ An, là đồng hương của gia đình cháu Nam. Sáng Chủ nhật khi được nghỉ, anh Phúc thường từ đơn vị tại huyện Phù Cát xuống Quy Nhân để đưa cháu Nam đi chơi vì anh có mối quan hệ thân thiết với gia đình. Sáng nay, khi chở hai cháu đi chơi bằng xe máy thì bị xe tải chở răm lật trúng khiến cả ba tử vong. Hiện gia đình anh Phúc đang từ quê vào Quy Nhân để đưa thi thể của con về. Bên cạnh thi thể của cháu Nam là thi thể của cháu Phan Bùi Gia Bảo, sinh năm 2015, trú tại khu phố 8, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Ông con trai vào lòng, mẹ cháu Bảo gào khóc trong tuyệt vọng, "Dậy đi con ơi, con nói con đi chơi rồi con về cơ mà, ai kêu con tôi dậy với, sao để con tôi nằm đây thế này?" Một người bác của cháu Bảo cho biết, mẹ cháu là giáo viên, còn bố cháu là lao động tự do, gia đình quê ở Hà Tĩnh vào đây lập nghiệp. Chiều ngày 20 tháng 10, sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình đã đưa thi thể cháu về quê, tổ chức mai táng. Chiều ngày 20 tháng 10, trao đổi với báo giao thông, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thành phố Quy Nhân và Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ tai nạn Đại tá Nguyên nói, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, phải khám xe, truy xuất camera hành trình để xác định tốc độ của phương tiện và xác định nguyên nhân vụ tai nạn, hiện vẫn chưa có kết quả. Theo văn phòng quản lý đường bộ 304 thuộc khu quản lý đường bộ 3, cục đường bộ Việt Nam, vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này nằm trong khu vực vòng xuyến Cố Lộ 1D, ngã năm Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn khu vực này, đơn vị đã lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40 km h ở cả hai chiều. Lãnh đạo văn phòng quản lý đường bộ 3.4 chia sẻ, đây là đoạn đường vào vòng xuyến, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao thường xảy ra xung đột. Đoạn này, phương tiện chỉ được lưu thông tốc độ tối đa là 40 km h nếu chạy nhanh sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn. Như đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 8 phút ngày 20 tháng 10, tại km 9 trên Quốc lộ 1D, đoạn ngã Năm Tây Sơn, thuộc tổ 23, khu phố 3, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm sát 77H02517 do Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Lợi, huyện Phủ Mỹ, Bình Định điều khiển đi trên Quốc lộ 1D hướng Nam Bắc khi đến khu vực trên, xe này bị lật đè lên phương tiện và người tham gia giao thông đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong, gồm Trần Nhật Nam, sinh năm 2015, trú tại đường Chi Lăng, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Phan Bùi Gia Bảo sinh năm 2015, trú tại khu phố 8, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn và Nguyễn Thọ Phúc sinh năm 1993. Phát hiện một nữ giới tử vong trong chung cư mini ở Đình Thôn, Hà Nội ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống lúc 1 giờ 20 phút ngày 21 tháng 10 tại ngõ số 39 Đình Thôn, Hà Nội, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập để theo dõi vụ việc một nữ giới tử vong trong căn hộ chung cư mini. Một người dân cho biết vụ việc được phát hiện tại căn chung cư mini số nhà 66 ngõ 39 Đình Thôn khi người quản lý chung cư này lên mở cửa phòng thì phát hiện một nữ giới đã tử vong. Sau đó, người này đã báo cho lực lượng công an. Theo thông tin ban đầu của người dân, nạn nhân là nữ giới quê ở huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định. Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến 1 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông hiếu kỳ, đảm bảo an ninh trật tự. Theo báo VN Express thông tin, hàng trăm trinh sát ma túy hình sự kết hợp với cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh ADM, COSO, Vip Lounge, Nation ở thành phố Biên Hòa lúc dạng sáng ngày 20 tháng 10. Đây là các cơ sở dịch vụ ăn uống không có giấy phép quán bar vũ trường. Hàng trăm người thấy cảnh sát đã tháo chạy, xong đều bị khống chế. Trong 625 trường hợp, trong đó có 135 nhân viên bị kiểm tra, nhà chức trách ghi nhận 17 nam và 7 nữ dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 6 người nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, một thanh niên tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu được một bịch ma túy thuốc lắc, 32 bình sử dụng sisa, 36 hộp sisa, trong đó có 4 hộp đã sử dụng, 21 bình nghi là khí cười, 507 bóng cười, 69 chai rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo nhà chức trách, 4 cơ sở trên vi phạm nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy. Vụ khác, đi taxi mở cửa bất cẩn làm người đi xe máy tử vong. Ai chịu trách nhiệm? ghi nhận từ báo giao thông cho biết vừa qua mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường qua khu công nghiệp nguyễn đức cảnh thành phố thái bình tỉnh thái bình khiến một người thiệt mạng hành khách hay tài xế taxi có lỗi theo hình ảnh camera giám sát hành trình trên xe buýt ghi lại, cuối giờ chiều ngày 18 tháng 10, người đàn ông lái xe máy đang đi trên tuyến đường Trần Thủ Độ thì chiếc taxi màu xanh bất ngờ mở bung cánh cửa phía sau bên trái phía lòng đường, người đi xe máy bị cánh cửa xe taxi hất ngã. Đúng lúc này, xe buýt chạy tới tông tử vong nạn nhân. Sau khi clip về vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người rất bức xúc về sự tùy tiện bất cần, vi phạm quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông của người khách ngồi trên chiếc taxi. Đồng thời, nhiều người tranh luận về việc tài xế taxi hay tài xế xe buýt, người khách mở cửa xe sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đi xe máy tử vong này. Luận bàn về nội dung này, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết. Khi ngồi trên ô tô tham gia giao thông, không chỉ tài xế mà bất cứ người nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn giao thông. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi dừng đỗ xe phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết, cho xe dừng đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc là khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc là không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe đỗ xe hoặc là quy định các điểm dừng đỗ xe thì phải dừng đỗ xe tại các điểm đó sau khi đỗ xe chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết đặc biệt không mở cửa xe để cửa xe mở hoặc là bước xuống xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn Căn cứ quy định trên, tài xế có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn khi dừng đỗ xe, trong đó tuyệt đối không được để cửa xe mở khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Như vậy, nếu tài xế không đảm bảo các biện pháp này, dẫn đến khách ngồi sau mở cửa xe bên trái khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn thì tài xế cũng phải chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra ngược lại trường hợp tài xế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật nhưng người ngồi phía sau vẫn cố tình thực hiện gây tai nạn đây là sự kiện nằm ngoài kiểm soát của người điều khiển phương tiện khi đó người lái xe sẽ được xác định là không có lỗi được miễn trách nhiệm Lúc này, hành khách ngồi sau xe gây tai nạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn khiến một người tử vong. Và tài xế này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù. Tài xế xe buýt có phải chịu trách nhiệm hay không? Ngoài ra trong vụ việc trên, trách nhiệm của tài xế xe buýt cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo luật sư Quách Thành Lực, vấn đề mấu chốt cần làm rõ là người lái xe buýt đã tuân thủ đầy đủ các quy định của luật giao thông đường bộ về tốc độ làn đường và cách xử lý khi gặp sự cố hay chưa. Nếu tài xế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, còn va chạm xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, người bị hại ngã xuống đường một cách đột ngột khiến tài xế không thể kiểm soát tay lái, dẫn tới chết người, đây có thể được đánh giá là sự kiện bất ngờ theo quy định tại điều 20 Bộ luật hình sự 2015. Theo điều 20 Bộ luật hình sự, người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc là không buộc phải thấy trước hậu quả thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy tài xế xe buýt hoàn toàn không có lỗi và đã tìm cách hạn chế tối đa hậu quả, song do sự kiện bất ngờ nên thiệt hại vẫn xảy ra, người này sẽ được miễn trách nhiệm hình sự và cũng không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, luật sư lực nhận định. Ngược lại, nếu kết quả xác minh cho thấy người này chưa tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông đường bộ như không đi đúng tốc độ cho phép, thiếu chú ý quan sát gây ra va chạm với người bị hại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015. Bắt nhóm quái xế từ Long An đến Bà Rịa Vũng Tàu tụ tập đua xe trái phép Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết, ngày 20 tháng 10, công an xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bàn giao một xe tải, một xe ô tô và 10 xe độ, tức là xe máy đã thay đổi kết cấu, cùng hơn 10 thanh niên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, công an xã Suối Nghệ tuần tra trên đường thì phát hiện một xe tải và nhiều ô tô du lịch đang đậu tại một khu công nghiệp trên địa bàn. Khi lực lượng công an đến nơi thì các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, công an đã phát hiện một xe tải và một ô tô du lịch. Trong thùng xe tải có 10 xế độ và trên ô tô có hơn 10 thanh niên. Công an xã Suối Nghệ đã đưa các phương tiện cùng với các thanh niên liên quan về trụ sở để làm rõ, sau đó bàn giao cho Công an huyện Châu Đức điều tra xử lý. Bắc Ninh, căn nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm. Theo báo Điện tử Kinh tế và Đô thị đưa tin, tối ngày 20 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà 5 tầng, nhà ở kết hợp với kinh doanh bạt nhập khẩu ở thị trấn Lim. Thông tin ban đầu vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng nên báo lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Do hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội, kèm cột khói cao hàng chục mét, bao trùm kèm nhiều tiếng nổ, một nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người trong cơ sở đã chạy được ra ngoài. Bước đầu xác định vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn xưởng của cơ sở này và bén sang nhà 5 tầng khiến ngôi nhà hư hỏng nặng. Ngoài ra, những nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lửa cháy lan. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được nhà chức trách địa phương làm rõ. Giải cứu người đàn ông đáp dù lượn vào đường điện cao thế Chiều ngày 20 tháng 10, xác nhận vụ việc trên với Việt Nam Net, ông Nguyễn Cường Biện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Tiến cho biết khoảng 13 giờ chiều nay, anh Hát trong lúc đáp xuống mặt đất đã mắc phải đường điện cao thế đi qua xã. Ông Biên thông tin thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực thành phố Hòa Bình đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện cứu hộ thành công anh Hát theo ông Biện, trên địa bàn xã hiện nay chưa cấp phép cho cá nhân tổ chức chơi thể thao dù lượn. 52 điểm có nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất ở miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 21 tháng 10, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và rất to, như Giao An Thanh Hóa 48,6 mm, Châu Bình Nghệ An 54,4 mm, Sơn Kim Hà Tĩnh 121,2 mm, Bắc Trạch Quảng Bình 109,4 mm, Vĩnh Tú Quảng Trị 97,6 mm, Giang Hải Thừa Thiên Huế 86,4 mm, Bà Nạ Đà Nẵng 48,2 mm, Xuân Bình Quảng Nam 121,2 mm, Nghĩa Thọ Quảng Ngãi 88 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa cảnh báo trong 3 tới 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa, Nghệ An mưa từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 130 mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa từ 20 tới 50 mm, có nơi trên 100 mm lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý ra soát các điểm nghẽn dòng các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó Trước đó, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ về lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị. Theo đó, trong vòng 5 giờ qua, từ 0 giờ đến 5 giờ, ngày 21 tháng 10, khu vực các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị đã có mưa vừa mưa to đến rất to, như là Thượng Tiến 55mm, Hồ Cạn Thượng Hòa Bình 36,8mm, Vĩnh Tú 71mm, Hiền Lương Quảng Trị 70,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong vòng 3 tới 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hòa Bình mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Trị mưa từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 100 mm. Trong vòng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là tại các huyện Hòa Bình như ở Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, ở Quảng Trị như Cam Lộ, Đa Cà Do Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Báo Lao động cho hay, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 10, khu vực Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20 tháng 10 có nơi trên 50 mm như Thạch Sơn Hà Tĩnh 57,4 mm, Phú An Thời Thiên Huế 75,6 mm vân vân. Khu vực phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm ngày 20 tháng 10 dự báo không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 10, một không khí lạnh khác bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh này mạnh hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định về tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và nhiệt độ giảm, trời trở lạnh về đêm và sáng, gió mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 dự báo có mưa vừa mưa to và dài rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 tới 90 mm, cục bộ có nơi 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 100 mm trong vòng 6 giờ. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định từ đêm ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 dự báo có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 30 đến 50 mm cục bộ có nơi trên 80 mm nguyên nhân của đợt mưa này do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối ngày 20 tháng 10 dự báo có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Theo thông tin từ báo Người lao động, Nga nỗ lực giành kiểm soát vùng Donbass và đã áp sát ngoại ô thị trấn Selidove. Theo các blogger thân Nga, lực lượng Nga đang giao tranh trên đường phố với quân đội Ukraine ở ngoại ô thị trấn Selidove phía đông Ukraine khi Moscow nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Reuters cho biết đà tiến công của lực lượng Nga vào tháng 9 là nhanh nhất kể từ thời điểm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 3 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn giành được toàn quyền kiểm soát vùng Donbass. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga bao vây các thị trấn ở khu vực Donetsk, sau đó từ từ siết chặt cho đến khi quân đội Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger thân Nga, điều tương tự đang diễn ra ở Selidove, nơi có dân số hơn 20.000 người trước xung đột. Ông Yuri Podolnyaka, blogger quân sự thân Nga nổi tiếng gốc Ukraine cho biết giao tranh nổ ra trên từng con phố, cuộc tấn công vào Selidovê ngày càng gia tăng. Các blogger thân Nga khác cũng đăng tải video về vụ pháo kích dữ dội vào Selidovê. Cả bộ quốc phòng Nga lẫn Ukraine đều không bình luận về những diễn biến trên. Theo Reuters, Nga đang kiểm soát khoảng 80% lãnh thổ Donbass và hiện tiến về phía Tây xung quanh các thị trấn quan trọng về mặt chiến thuật Pokrovsk và Kudakove. Ngoài ra, Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 1 phần năm lãnh thủ Ukraine, 5 lãnh thổ Ukraine, 98,5% khu vực Luhansk và 60% khu vực Donetsk. Trong khi đó, vào ngày 20 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100 máy bay không người lái UAV của Ukraine bị phá hủy khi cố gắng nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở một số khu vực của Nga trong đêm. Theo đó, lực lượng phòng không Nga đã chặn hoặc tiêu diệt 110 UAV, 43 chiếc, trong số đó bị hạ ở vùng Kursk, gần biên giới, nơi giao tranh nổ ra kể từ đầu tháng 8. 27 chiếc khác bị phá hủy ở vùng Lipetsk, 18 chiếc ở vùng Odeon và 8 chiếc ở vùng Nizhny Novgorod. Lần lượt 7 và 6 chiếc UAV bị phá hủy ở khu vực Benkodot và Bryansk, một UAV bị bắn rơi trên khu vực Moscow. Thống đốc vùng Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin nói rằng cuộc tấn công cục bộ nhằm vào một khu công nghiệp bên ngoài thành phố chính của khu vực, cách tiền tuyến 800 km. Thị trường Moscow Sergei Sobyanin cho biết một UAV của Ukraine bay về phía thủ đô Nga đã bị bắn rơi ở phía đông nam thành phố, nhưng không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Ukraine thường tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu là các cơ sở năng lượng và công trình khác. Thông tin từ báo dân chí, Israel đã không kích hàng loạt chi nhánh của tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon trong nỗ lực nhằm phá hủy nguồn lực tài chính của phong trào này. Không lâu sau khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon cuối ngày 20 tháng 10. Theo truyền thông Lebanon, Israel tiến hành ít nhất 11 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, cách biên giới Israel khoảng 100 km các cuộc tấn công nhắm đến chi nhánh của tổ chức tài chính Anqua Al, Al Hassan, một trong các chi nhánh bị nhắm đến nằm gần sân bay dân sự duy nhất ở Beirut. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại sau đợt tấn công này của Israel, song một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy sân bay ở ngoại ô Beirut dường như vẫn hoạt động bình thường. Anqua Al, Al Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hezbollah sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hezbollah. Anqua An qua Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Libanon, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô. Chính phủ Libanon Hezbollah cũng như là tổ chức Anqua An qua Hassan chưa bình luận về cuộc tấn công của Israel. Người phát ngôn quân đội Israel Danen Hagari thừa nhận các cuộc tấn công nhắm đến Anqua An Hassan trên khắp Libanon nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của Hezbollah và làm sói mòn lòng tin giữa tổ chức này và tín đồ Syria. Ông Hakari cho biết anqua al-Hassan -an đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Tổ chức này hoạt động như một ngân hàng trong khi vẫn bị ngắt kết nối với Squibb. Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của anqua al-Hassan -an có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah cả trong giai đoạn xung đột và tái thiết sau này. Dạng sáng ngày 20 tháng 10, quân đội Israel cũng không kích vào trụ sở cơ quan tình báo và một xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất của Ebola ở Beirut. Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Lebanon sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa bị hạ sát hồi tuần trước, làm dấy lên hy vọng mở ra không gian mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột hơn một năm qua giữa Israel và các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran khi cuộc bầu cử ở mỹ đang đến gần giới quan chức nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực cho biết israel đang tìm cách thông qua các hoạt động quân sự để cố gắng bảo vệ biên giới của mình và đảm bảo các đối thủ không thể tập hợp lại israel cũng đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa của iran hồi đầu tháng này giữa lúc có lo ngại không loại trừ khả năng israel nhắm đến cơ sở dầu khí và hạt nhân của iran Iran tuyên bố cuộc chiến chống lại Israel sẽ tiếp tục ngay cả khi một loạt chỉ huy cấp cao của các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Tehran dẫn dắt bị Israel hạ sát. Hezbollah tuần trước cho biết căng thẳng với Israel đã bước sang giai đoạn mới, phong trào này gia tăng các vụ tấn công vào Israel. Theo quân đội Israel, trong ngày 20 tháng 10, Hezbollah đã phóng ít nhất 200 quả đốc kết vào miền Bắc nước này. Các cuộc tấn công gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Thông tin từ báo Dân trí cho biết, Nga đã triển khai trực thăng tấn công quân nhân và vũ khí của Ukraine ở Kursk gây tổn thất lớn cho Kiev. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 20 tháng 10 tuyên bố, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đánh bại 8 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk và tiếp tục các hoạt động tấn công ở mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các bước tiến của lực lượng Moscow trong việc đẩy lùi các đơn vị của Ukraine ở Kursk. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, đánh bại các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 47 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư là Kolmakov, Kruplenkoje, Lyubimovka, Nidniklin, Novoivanovka, Noviput, Plekovo, Tonstiluk, Chekaskaya Konopenka và Chekaskoye Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục phá hủy các khu vực tập trung quân và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kurs cũng như lực lượng dự bị của Kiev ở Sumy. Vùng Sumy của Ukraine là khu vực giáp biên giới Nga, được cho là nơi Kiev điều động quân sang lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trực thăng MI-28NM đã hạ gục một nhóm quân Ukraine và xe bọc thép gần biên giới vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các kíp lái trực thăng Mi-28NM đã tấn công quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự bằng tên lửa gần biên giới Kursk. Theo báo cáo từ lực lượng kiểm soát không lưu tiền phương, các quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự đã bị phá hủy. Các kíp lái trực thăng Ka-52M của Nga cũng ngăn chặn việc luân chuyển quân Ukraine tại các khu vực biên giới ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã được thực hiện vào các mục tiêu của đối phương bằng tên lửa phóng từ trên không sau khi sử dụng vũ khí phóng từ máy bay, các kiếp lái đã bắn pháo sáng và quay trở lại căn cứ. Các xe bọc thép và quân nhân của Ukraine đã bị xóa sổ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 310 quân, 9 xe bọc thép đã bị phá hủy, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân M113, 7 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 cầu pháo và 6 ô tô, hai hệ thống tác chiến điện tử Enclave và một hệ thống radar phản pháo. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk hồi đầu tháng 8, quân đội Ukraina đã mất hơn 25.050 quân nhân, 167 xe tăng, 83 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 964 xe chiến đấu bọc thép, 660 ô tô, 210 khẩu pháo cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác. Lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát. Trước đó, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km vuông ở Kursk. Theo ông Alodinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Coss được tiến hành để chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía đông Ukraine, đồng thời tăng số lượng binh lính Nga bị bắt để sử dụng làm một phần của quỹ trao đổi tù binh giữa hai nước. Tuy nhiên, việc Ukraine kéo căng lực lượng để đưa quân lên tấn công vùng Coss khiến hàng phòng thủ ở miền đông lộ ra điểm yếu và Nga đã khai thác lỗ hổng này. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đầy Kiev vào thế khó.